Con chào cô chú đi. Hello, xin chào cả nhà. Xin chào. Xúc đôi dép rồi kìa. Mang dép vô đây con. Đúng rồi. Dạ, Xúc có mến đi hả? Đây. Ok. Xúc đi đâu á? À, con đi trái cây hả? Này. Ok. Đúng không? Để mẹ bưng cái cây đó xuống. Ok ok, mẹ bưng xuống, mẹ bưng xuống. Rồi, hôm nay cho Suvi đi hái nữa nha. Hôm nay cho Suvi đi thu hoạch cái cây tắc này nha. Đây rồi đó. Rồi đó. Hôm nay cho con Suvi đi thu hoạch nha. Lát nữa cho con đi nhổ carrot nha. Xin chào, con chào cô chú. Con chào cô chú. Ok. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là cho Suvi đi thu hoạch củ cải trắng với lại hái tắc nha. Ok, thì mẹ cắt cho con nha. À, con khoe cô chú là con cái rổ xinh không? Cái rổ đẹp không? Cái rồi. Trời sử dụng luôn cái rổ vậy. À, khoe cả nhà Suvi hôm nay có cái rổ rất là đẹp luôn nha. Rồi đây mẹ cắt cho con nha. Cái tắc này nó chín hết rồi nè, mình phải cắt mình đem vô nhà thôi. Chứ để trên cây là nó chín. Rồi con cầm hai tay nha. Rồi nó chín hết. Con cầm hai tay đi. Ừ đúng rồi. Ồ, rất là đã luôn. Rất là thơm luôn hả Vi ha. Thơm không? Thơm. Thơm. Cười. Sophie cười. Sophie nó thích á. Cười. Trái này trái gì? Trái gì con? Carrot. Trái carrot. Không phải carrot đâu, trái này là trái tắc đó con. Ôi, nó có bông nữa nè, nó ra bông quá trời luôn nè. Ra bông. Yeah, nó ra bông. Con khoe cô chú đi, con khoe cô chú, con cho cô chú coi đi. Xin chào. Xin chào. Nè Thiết, nè Thiết. Hả? Dạ chứ hả? Dạ. Đó, mẹ con thu hoạch được một gỗ tắc luôn nè cô chú ơi. Đã chưa? Đây nè chị ơi. Ôi trời. Are you okay? Ok. Hả? Ok. Ok hả? Ok. À, thơm quá. Hả? Too heavy. Đây, trời ơi, giống như hái quýt vậy đó. Too heavy. À, so heavy hả? Yeah. Nó so heavy. Hôm nay là hai mẹ con Sophia thu hoạch được một rổ nè. Nhưng mà còn rất là nhiều nha cả nhà. Mình cứ để cái này đi, ăn từ từ. Tại vì việc nó đang ra trái nè các bạn. Đó, nó ra bông nè. Đó, ra trái nữa nè. Bên đây nữa nè. Đó, cái tắc này nó rất là nhiều trái luôn. Hái quá trời luôn. Mẹ coi gỗ tắc của con coi. Đây mẹ coi. Ui, ui, đã quá trời luôn nè. Dễ thương không? Sophia có cái rổ rất là dễ thương luôn nè. Con muốn nào? Con muốn hái trái đó hả? Ok, con hái đi. Con hái được không? Hái được không? Trời ơi, mình đứng gãi dữ vậy. Hả? À, lấy nước tưới nó đó hả? Ồ, ok. Ok, mấy mình lấy nước cho con tưới nha. Ok. Ở dưới đây thì mấy cây rau bắp của mình trái nè. Hả? Lấy nước tưới đúng không? Biết rồi, từ từ đi. Từ từ đi con. Flower. Mình sẽ cắt mấy đọt nhãn lồng này vô mình nè, luộc với lại mồng tơi với mướp rồi đó cả nhà, chấm với khô quẹt ăn cơm đó. Mình cắt như vậy để cho nó ra nữa chứ không gì hết trơn. Nó đi trên lầu á con, nó đi đang làm việc trên lầu á. Mình cắt như vậy là nó ra nữa. Ở trên mình cũng thu hoạch được một ít rau mồng tơi với lại mướp á, cho nên bây giờ mình cắt luôn, mình vô mình luộc mồng tơi mướp rau dền rồi đó, tùm lum hết trơn á vậy đó, làm rau luộc ăn cơm. Mình đi vòng vòng ở trên lầu á, mình hái được ít rau này rau nọ, tùm lum rau hết á, xong cái mình luộc chung. Lục chung ăn cơm. Lấy nước tưới hả? Sophia đòi lấy nước tưới. Rồi, đi thôi, đi lên lầu thôi. Sophia ơi. Sophia. Thôi trời mưa đó con, trời mưa tới nơi khỏi tưới. Trời mưa đó cho nên khỏi tưới con. Là đi thu hoạch thêm mấy cái trái đậu nữa các bạn. Đậu nè. Đó, bữa nay là hái nữa nha. Cứ mấy ngày là hái một lần, mấy ngày là hái một lần vậy đó. Đây nè. Chà, kiến. Trời ơi, ở bên đó còn mấy trái nhỏ nhỏ nữa.
Rồi, hái được 4 trái. Được 4 trái cả nhà. Đây, cho vô đây. Cái này mình mới nha. Cả nhà biết không? Cái mấy cái trái nó khô đó, cái xong cái mình dục xuống đây nè, cái nó lên nè. Đó nó luống đó ha. Đó xong cái mình nè, mình cho nó ra đây. Mình chia chậu ra cho nó. Bên đây nữa nè. Đó, mình mới cho nó xuống hôm nay đó các bạn. Bên đây là củ hoa nè cả nhà. Bên đây là củ hoa mình mới cho nó xuống ngày hôm nay luôn nè. Đây, đây hai cây nè, bên đây nữa nè. Trồng lại hết luôn cả nhà ơi. Trồng lại mới hết luôn. Đó, chậu đó được 4 cây. À, đậu bắp tím của mình đây. Hôm bữa mấy cái trái nó già đó cả nhà, mình hái mình dục xuống. Cho nên nó hả, nó nuôi được mấy trái này nó lên nè, nó nuôi lên mấy trái này. Chứ không thôi hả là nó đứng hoài luôn. Nó đứng hoài luôn cả nhà ơi, nó không có nuôi trái, nó không có ra trái gì trơn. Đây được 3 trái luôn nè. Bữa nay mình sẽ thu hoạch nha. Hái cái này. Cái đậu bắp này thì nó rất là dễ hái. Còn cái đậu bắp trắng của mình là phải lấy kéo cắt. Còn cái này là dễ hái lắm. Cái này mình sẽ xuống ngày mai mình làm khổ qua cà ớt. Hoặc là mình làm lẩu mắm đó cả nhà. Xong rồi mình nhét chả cá vô. Đó, đây hai trái nè. Cây này được 2 trái. Ừ, nó dài hết sức dài luôn. Đây nữa. Đó, vô đó nằm nha. Cái đậu bắp này á thì nó đẹp cả nhà ơi, nhưng mà mình ăn á, mình thấy mình không thích bằng cái đậu bắp của mình. Đậu bắp của mình nó ăn nó ngon hơn, còn cái này mình thấy mình không thích lắm. Không biết sao. Mình cảm giác là mình không thích nó lắm. Cũng dai thấy bà luôn. Trái này chắc ngày mai đi, ngày mai ngày mốt gì hái cả nhà, nó còn nhỏ. Hai trái, bên đây trái nữa nè. Hả? Bên đây nữa nè. Đó. Suvi đây hả? Ok, cho Suvi nhiều carrot nha. Đây hai trái nữa nè, đây cho cả nhà coi nha. Hôm bữa đó, cả nhà biết không? Mình hái mấy cái trái này mình dục xuống á. Trời ơi con nó lên nè, uống ghê không? Ừ. Nó hư hết rồi. Nè, nó rụng xuống cái hộp nó lên nè cả nhà. Nó tự rụng cái hộp xuống nó lên luôn á. Bữa mình hái xong mình dùng xuống đây một đống ở đây nè. Đó, rồi tự nó lên luôn. Tự nó lú luôn. Cả nhà này nè, nó nảy mầm nè. Sophia là nó thích hái cà tím. Tại hái đậu bắp ở dưa leo thì nó bị gai á. Nên nó không thích, nó thích cà tím. Đó. Rồi, chuẩn bị đi. Thôi, con cái này con để ngoài đi. Bây giờ mẹ cho con nhổ carrot nè. Rồi, hai tay, nhổ lên. Wow, củ cải không phải hả? Không phải carrot. Không phải carrot hả? Phi, không phải carrot hả Phi? Chết rồi, nó không phải carrot cả nhà ơi. Ờ à, đúng rồi, nó không phải carrot con ơi, nó giống carrot chứ nó không phải carrot. Nhưng mà nó bị hư hết trơn rồi. Kệ đi, mình nhổ đi. Nhổ đi đặng mà mình lấy cái thùng á, mình trồng cái loại khác. Chứ mấy cái này nó không có ngon rồi. Nè. Nó không có đẹp cả nhà ơi. Củ cải trắng đây nhổ nha. À, củ cải trắng của mình trồng nó không có đẹp, nhưng mà đợt sau á mình sẽ trồng, đợt sau mình sẽ trồng nó ấy hơn. Không phải hả con? Không phải khé rọt đúng không? Sao vậy? Nó nói không phải khé rọt. Không phải. Đúng rồi, không phải khé rọt đâu, nó giống khé rọt thôi chứ nó không phải khé rọt. I know. Bên đây nè, nhổ luôn cây này đi. Nó không có đẹp, đợt này mình trồng nó bị nứt hết trơn à. Tại vì mình bỏ nó đi cả tháng trời cả nhà. Dễ cho nên nó mới vậy. Bỏ nó, bỏ đi, mình trồng lại cái khác. Mình lấy cái thùng này á, rồi mình trồng cái khác cả nhà. Mình trồng đậu á. Bữa mình hái ba mớ cải xanh á, bữa nay nó bự nữa rồi nè cả nhà. Trời ăn không hết luôn á. Đó, một mớ cải xanh này nó bự rồi cả nhà. Mà chưa hái nữa đó. Tại vì bữa nay mà hái thì đâu biết ăn gì đâu. Với lại thôi bữa nay mình cũng hái nhiều rau muống, nhiều rau rồi. Mình để trong tủ lạnh nó không còn chỗ nữa. Cho nên thôi để bữa sau đi, mình sẽ thu hoạch cải với lại mồng tơi. Oh, cà chua của mình đây. Trời ơi cả nhà biết không, trời nắng quá đó. Nó bị héo lá luôn. Đó, cà chua của mình đây cả nhà ơi. Được 2-3 đùm. À, trên này nữa nè. Đó, nguyên đùm trên này nữa ha. Trời ơi, nắng quá trời, nó héo luôn. Mình mới là mình tưới nó đó.
đây nè cả nhà, nó đã đậu được mấy chùm rồi nè cả nhà. Cây cà chua của mình nó hả, nó hồi sinh lại đó, mình bón phân mình tưới nó, trời ơi bữa nay nè nó có bông rồi, nó đơm bông, nó kết trái rồi cả nhà ơi, đã chưa, còn được mấy cây rồi cả nhà, mình đang gieo mình trồng thêm á cả nhà nè. Đó mình đang ươm, mình đang ươm nó lên nè cả nhà. Cây này chắc cũng sống nổi quá, nó bị quăng lá rồi, nhổ cây này bỏ đi. Đó mình ươm nhiều lắm rồi nó lên đó mình sẽ tiễn lại. Thêm mấy trái cà nữa nha cả nhà ơi, đây cà tím trong này nữa nè, hai trong này luôn, trong này đi đỏ cà tím nó ra một đợt xong bây giờ mình hái mình thu hoạch nó hết luôn rồi cả nhà ơi, giờ phải ra đợi đợi đợt nó ra đợt sau nữa, quá trời tốt luôn mà. Trong kia còn hai trái nữa. Đây. Ngày mai mình làm nồi lẩu mắm. Hái cà tím xong mai mình làm nồi lẩu mắm. Chắc cái trái này nó già rồi quá. Nó già rồi hay sao? Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia mình thu hoạch rau muống nha cả nhà. Cái dây mướp của mình nó bò rồi nè cả nhà. Được một tuần lễ đó. Nào bữa nay nó bò rồi nè. Hôm qua chồng mình ảnh mới làm cho mình cái vàng, làm lại cái vàng á. Dây này chưa, từ từ. Dây này nữa nè. Đây bên đây nữa nè. Cái này thì nó bò rồi. Mướp của mình đó. Đó, mình được một mớ dây mướp nữa nè cả nhà ơi. Bên đây á thì mình sẽ trồng đậu, đậu que các bạn. À, mấy cái cây này là đậu que tím nè. Đó cái dây mướp của mình nó bò kìa. Đây nó có trái nè. Mình sẽ làm một cái vàng mướp, đậu và dưa leo ở trên này. Đây mình có một trái mướp lủng lẳng nè cả nhà, thấy thương không? Mướp này mướp Thái rồi cả nhà, cho nên nó ngắn ngủn, nó tròn quay vậy đó. Vài bữa nữa mình hái mồng tơi, mình sẽ hái chung với nó. Đó, mồng tơi của mình hôm bữa mình thu hoạch xong, bữa nay nó lên nữa nè cả nhà. Vài bữa nữa, khoảng 2-3 ngày nữa mình hái mồng tơi nha. Đây mình đang trồng dưa leo cả nhà ơi. Này, mấy cái này là dưa leo nè, mình đang trồng dưa leo. Rồi cái mình nhét mấy cọng mồng tơi vô đây á, để cho nó có mình ăn. Đây, nguyên dãy mồng tơi của mình. Ngày hôm qua mình mới dọn lại cái vườn rau của mình các bạn. Chồng mình đã làm cho mình một cái bàn á, để mình đặt cái chính đợi chỗ đó, để mấy cái chậu lên. Chứ đây là rau muống nè. Hai chậu này là rau muống. Bữa nay mình sẽ thu hoạch rau muống, để ngày mai mình ăn lẩu mắm. Đây là hẹ nè. Đó, mình ngắt cái hẹ xuống mình nấu hủ tiếu ăn á. Bên này là lá é. Chậu này là lá é nè. Rau răm nè, cái nhà thấy không, nắng á, trời ơi, nắng quá trời nắng luôn mà. Đây là diếp cá, ngò rí, mấy cây cải lá bự quá trời bự luôn nè, cái lá cải nó bự hết sức bự luôn. Cải này là nó già hết rồi, nó có bông rồi cả nhà, mình chuẩn bị nhổ ra đó, mình sẽ trồng cái khác á. Bông rau muống trắng nè. Bữa nay mình sẽ thu hoạch rau muống nha. Mình sẽ cắt cái rau muống này xuống để ngày mai mình ăn lẩu.
cắt á, cái cọng nào mà nó già đó cả nhà, nó có rễ giống vậy ha, cái là mình sẽ cắt ngang á, xong mình ghim nó xuống nữa đó, mình ăn mà mình gầy giống nó ra thêm á cả nhà. Đó, mình cắt nó xong nha, cái mấy cọng già mình ghim xuống đây đó, ghim xuống đây xong mình cho phân tưới nước vô, thì chừng vài ba bữa ha, nó sẽ lú trời lên quá trời luôn, ăn không hết luôn cả nhà. Đó, cái này là hai bụi hẹ nè, hai bụi hẹ của mình nè, hẹ nó thơm mà cọng nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm nha. Xong rồi cái bụi tầng dày lá của mình á, bữa mình cắt cái xong cái nó luôn, bữa nay nó ra nè, đây là mấy cái này là mấy cái chồi nó mới lú ra không á. Đã chưa, cái này nấu canh chua cắt bỏ vô ha, thơm lắm đó. Đây cả nhà ơi, ngày hôm nay chiều ngày hôm nay mình thu hoạch được nhiêu đây nè, cái gỗ dễ thương ha, mình cũng thấy nó rất là dễ thương luôn á, tắt nè, nhìn nó như là cái rổ quýt vậy đó. Còn cái củ cải trắng của mình thì nó quá xấu xí cả nhà ơi, nó xấu xí quá trời luôn. Cái này mình gọt ra không biết ăn được không, nếu mà ăn được thì mình sẽ nấu hủ tiếu đó, được mấy cọng đậu đũa nhiêu đây là đủ chồng mình ăn đó cả nhà. Cà tím ngày mai mình sẽ nấu lẩu mắm đó, một mớ rau muống luôn cả nhà ơi, được mớ nhãn lòng nữa nè, cà bắp tím, cà bắp trắng của mình hết rồi cả nhà ơi. Đó, ok, mình xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye cả nhà.